Chào mọi người nhé, em test cái ổ cứng game PS4 cứng 1 TB nhé, cho Hiếu ở trong Hồ Chí Minh. Đây, game là game PS4 đây, cứng lên 1 TB nhé. Đấy, kép chép full game trong này rồi, cài full game về chỉ cần cắm vào máy hack là chơi thôi. Đấy, không cần phải copy vào máy hoặc là không cần phải cài đặt gì cả, chơi trực tiếp trên ổ này luôn, game cài này, chơi trực tiếp. Đấy, và cái ổ này chỉ cho máy hack thôi nhé, máy không hack thì không chơi được đâu. Đây, đây là cái ổ cho bác Hiếu. Bác Hiếu ở trong Hồ Chí Minh thì bác cọc trước rồi. Bác nào mà mua hàng ở xa cài game thì phải cọc trước nhé, thì em mới ship code và cài game mất thời gian lắm. Đây thì đây là cái ổ cứng của bác, kèm theo cả cái đốc để đọc ổ cứng nhá. Đây, đọc đọc ổ cứng cắm vào đây. Đấy, nó sẽ cắm như thế rồi. Ok, thì bây giờ em sẽ test trực tiếp cái ổ này cho bác luôn, cắm vào và chơi thử lên luôn. Đây, đây là cái máy hack. Máy hack nhá, cái này đã bật hack sẵn rồi nhá. Và trong máy là đang có một cái game này, game là game trong máy. Đấy, trong máy nhá, chưa hề cắm cái ổ này vào đâu. Đấy, sau thông tin của máy này. Đây là đây. Đấy, máy này đã bật hack rồi, hack rồi là có cái mục của cái này nhá. Đấy, bật hack thì mới chơi được. Rồi vào phần ổ cứng xem bộ nhớ. Đấy, bộ nhớ thì là cái bộ nhớ của cái máy này là 500 GB nhá. Ok, và trong máy có sẵn vài game rồi, lấy cái máy này để test. Rồi, bây giờ sẽ gắn cái ổ cứng này vào. Đấy, bây giờ sẽ gắn cái ổ cứng gắn ngoài này vào nhá. Cái máy này buôn hai ghi vào một trong hai cổng USB này thôi. Và nó sẽ thêm một cái ổ cứng mở rộng nữa. Đấy, và nó có cái hình cái ổ đĩa này. Đấy, hình cái ổ đĩa nó nháy ở trên góc trên cùng bên phải một chẳng hết. Và đợi tí là nó lốt cái game. Lốt game nó sẽ tự toán được cái phần ổ cứng này. Rồi bắt ra ngoài xem cái phần game nó lốt ra. Đây, những cái game này game trong máy nhá. Những cái game mà tí nó sẽ lốt ra, sẽ lốt tiếp vào đây. Thì ổ cứng này game thì cài theo yêu cầu của bác. Đợt nó sẽ lốt gần game lên. Đấy, bắt đầu lốt game. Và sẽ chơi trực tiếp trên ổ này luôn, không cần copy vào máy, không cần cài game này vào máy, copy trực tiếp luôn. Còn tí nữa bác muốn chuyển cái game này từ cái ổ cứng ngoài vào trong máy thì mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Để nó lốt hết rồi. Đấy, nó lốt hết ra rồi. Đấy, lốt xong thì nó sẽ biến mất cái phần cái ổ đĩa, cái biểu tượng ổ đĩa ở trên góc trên cùng bên phải. Đây thì bắt đầu từ cái chỗ này là game ở cứng ngoài nhá. Đấy, còn cái game ở trong cái phần này là ổ cứng trong này. Đây, ổ cứng ngoài đây, bắt đầu từ đây. Assassin này, 1 game 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 game. Đấy, 23 game của cứng 1T chứa được 23 game. Rồi cái này nó sẽ tùy theo cái game các bác chọn. Nếu chọn game nhẹ thì nó sẽ được nhiều hơn, mà game nặng thì nó sẽ được ít hơn. Đấy, thì đấy là cái game cải thiện cứng ngoài nhé. Rồi bây giờ sẽ thử một game này. Đấy, thử một game nhé. Game này chẳng hạn chạy trực tiếp luôn, không phải copy vào trong gì cả. Đấy, nó load cái game xong là mình chơi trực tiếp luôn.
Discord đấy. Đó, tức là cái này nó yêu cầu kết nối mạng mới chơi được. Thì mình cứ bỏ qua đi. Máy hack thì nó không kết nối mạng nữa, nên là sẽ báo lỗi lên nhỉ. Kệ nó bỏ qua. Game ở khu ngoài với khu trong như nhau nhé, cùng sự khác biệt.
God. What did our naive sister get herself into now? Got your note. Glad you could make it. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Hannah. I'm sorry, Hannah. Hey. It's all gonna happen. Just a stupid prank. Hey, you guys are jerks. You know that? Hannah! Josh! Josh! Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. What did you do? We're just messing around, Beth. It wasn't serious. You jerks! Hannah! Hannah! So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Oh, shit!
hell was that? Anna! Anna! Hello? Anna! Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so dumb. Anna, Jack? Tết thế thôi anh nha. Con game này em được cuốn. Rồi, ok, thì đấy là cái phần game ở ngoài. Đấy, bây giờ sẽ hướng dẫn bác cách chuyển cái game này từ cái ổ cứng ngoài vào trong máy nhá. Đấy, thì bác vào đây. Vào phần cài đặt vào trong phần bộ nhớ. Đó, xong rồi mình sẽ chọn cái bộ nhớ ngoài. Đấy, ổ nhớ cứng ngoài nhé, là 1T nhé, terabyte. Nó chỉ nhận 918.4GB thôi. Đấy, à, sử dụng 910.9 rồi, 1.1GB thôi, không cài được. Đấy, mình sẽ vào với chọn bộ nhớ mở rộng. Sau đó chọn phần ứng dụng. Đấy, mình sẽ muốn, ví dụ muốn chuyển cái game nào vào trong cái ổ cứng trong của máy thì di chuyển cái game đó và bấm cái phím option này. Đấy, sau đó thì là chọn di chuyển, chọn cái ứng dụng di chuyển bộ nhớ hệ thống. Đấy, được chưa? Sau đó mình sẽ tích này, ví dụ chọn game này chẳng hạn, chuyển game này vào, hoặc là chuyển nhiều game chẳng hạn, đó cũng tích này. Đấy, tích game nào chuyển thì tích vào game đó, được chưa? Đấy, sau đó thì sẽ mình sẽ bấm vào cái di chuyển này, nó sẽ chuyển cái game đấy từ ổ cứng ngoài vào ổ cứng trong, được không? Đợi nó chuyển cũng khá là lâu ạ. Đó là cái cách để chuyển. Rồi, còn một cái nữa đó là cái phần ngắt kết nối cái ổ cứng này nhé. Thì bình thường nó đang chạy mà mình ngắt kết nối ra mà không có cái bước thao tác là ngắt kết nối ổ cứng mà mình cứ rút thẳng ra ấy, thì nó dễ bị hỏng file game ra ngoài lắm. Đó là trước khi mà rút ổ ra nhé, thì bác phải làm cái bước này vào phần cài đặt. Chọn phần thiết bị. Đấy, xong rồi xuống chọn phần thiết bị lưu trữ USB. Đấy, thì ở trong này nó sẽ có hiện một cái ổ như này. Đó, ổ cứng gắn ngoài này. Nó sẽ có một ổ này và nó có cái dấu chấm màu xanh kìa. Tức là cái ổ nó đang chạy nhé, đang online. Dấu chấm màu xanh. Thì bây giờ mình sẽ ngừng sử dụng nó đi. Đấy, thì mình chọn vào ổ đấy. Sau đó chọn cái phần ngừng sử dụng bộ nhớ mở rộng. Được chưa? Đấy, như này nó mới báo mình là có thể giúp được cái ổ cứng an toàn nhé. Bạn đã ngừng sử dụng ổ cứng mở rộng này, bạn có thể ngắt kết nối an toàn, được chưa? Nếu mà không làm cái thao tác này mà ổ nó đang online, đang màu xanh kia mà rút ra thì nó dễ bị hỏng cái file game lắm. Cho nên là trước khi rút, bạn phải làm cái động tác này. Còn nếu mà bác cắm vào máy nhà bác thì cứ để nguyên thế thôi, đừng có rút ra. Để đấy xong rồi mỗi lần bật máy lên bật hack nhà chơi thôi, không cần phải rút ra nữa. Mà muốn rút ra, lý do là lấy muốn rút ra thì phải làm trước khi rút, phải làm cái bước này nhé.
Nhìn này, để bây giờ nó không còn màu xanh nữa thì mình đừng rút ra nhé. Đấy, thế này rút ra thôi. Đấy, rút ra thì nó sẽ biến mất. Rồi, quay ra bên ngoài. Thì tất cả những game mà cài ở cứng ngoài này, nó sẽ khi mà rút ổ ra rồi thì nó sẽ có cái dấu chấm than này. Đấy, mà không chơi được nữa. Đấy, nó chưa, nó không tìm đến nơi để cài game. Đấy, nó sẽ không chơi được nữa. Đấy, khi mà đã rút ra rồi, tại vì nó cài ở ngoài mà. Đấy chưa? Đấy, còn những game này là cài ở bên trong. Đấy, không có dấu gì cả. Đấy, cứng ngoài có dấu chấm than. Đấy, thế thôi. Thì đấy là cách để sử dụng cái ổ cứng ngoài này. Đó, rồi, mang lưu ý cái vấn đề đấy thôi. Còn lại thì mọi thứ không bao giờ chơi đâu. Rồi, thế nhá, em ship cái ổ cứng này cho bác Hiếu ở trong Hồ Chí Minh. Bác nào có nhu cầu thì comment phía dưới video hoặc là inbox Zalo, Facebook nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.